Rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Tích. Tìm phây. Khai tì năm tì con một phây tì. Nước nông rọt như sò về ngay tiệm của trò lì. Nói lấy trong phong đà. Từ xa nó chết tia. Shopping như là nằm bởi tờ đầu tinh. Mà hôn. Bằng nâng cường hộp khắc xe tiết đất bầy giờ mà tục hộp xài tới rau tới bệt đâm bầy nòm tuần tư phơ thì hãy đa lời dư đà lợi dưới những ngoài dưới hơi thở liền chiêm quay chiêm đầy mà sân nơi lì thu tì bẹt lì thu rất là chẳng trời cờ thật rồi tình nằm phang tình hộp tình chế tục tiên nhập thật sự là lên này cũng đã tam trọ lời lùm tu mùi lại là song khang miền tiệc cái om là song khang chết khang thì miền nằm nằm nên chết tiệc gì đấy chân chết yun bài này chân chết yun còn tài khoản này họ đang chỉ chân chết ấy thế. Hãy nít chỉ tự thực hiện nơi nông đồng bọn mối thì hầu thờ như là sắp bợp ông lê hầu sắp bợp mà sắp bợp nít vì mai dưỡng vì mình vì mình lấy được chỉ phùm mình lấy được chỉ phùm dân phùm mùi rồi nơi con ông có thể ở xa lý ní vì có thể ní mà ông lê cái hai country hay có thể ở xa lý vì miền rọt bàn chàng kia rọt rọt ní mà vì cứ từ có thể mai dưới vì rịp hạ đồ chì khẹt khẹt đi có thể cầm bạc chìa dưới miền khẹt bạc đồ bong phùng chàm chìm riệp phong sư chẳng đấy hay Australia ní vì chỉ trip trip Australia phong hay vì có chỉ tê phong hay bật tê cái thôm nhìn đồng hôm thôm thôm chừng tê mai dương phải hạ sập đòn chiền tê đầy chiền còn tại chỉ chân cái miền tây phải chỉ mà phải thầy liên chiêng đấy lược mai dương phải pi đón tiếp thêm một mai dương pi đón hay nơi Australia cái bánh chén chỉ rót miền rót ở được chỉ pram được cả muối cho mưa miền chỉ hơi rót để chấm nơi chỉ hơi New South Wales hay New South Wales thì trong một Sydney tốt mà viên miền job New South Wales đó viên miền cái hai Victoria thì trong cái Melbourne Victorian state đó rọt đó thì trong Melbourne hay miền thì hay Adelaide thì không Adelaide nó miền nơi khác thay West Australia chỉ rót hay Adelaide nó chỉ thì không nước nông rót
West Australia hay តមកវាមានគេហៅ Perth នេះដូចជារដ្ឋវាឈ្មោះ Western Australia ទីក្រុងវាឈ្មោះ Adelaide អូ Adelaide សំទោសមែន Adelaide គេហៅ Perth ទីក្រុង PerthSouth Australia, the Kong Perth. Also, market. We have a band day night time. Chill. More rot. Rot. Band day night time. Chill. Terror. How Darwin.ទីក្រុងដាវិន Northern Territory អង់គ្លេសហៅ Northern Territory ទីក្រុងវាគឺទីក្រុងដាវិនហើយដាវិនវាអាកាសធាតុវាក្តៅដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចង់ក្តៅជាងស្រុកខ្មែរទៀតនៅដាវិននោះចង់ទៅជាប់ទៅជិតខាងប្រទេសខ្មែរនឹងជាងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បើពីដាវិនទៅស្រុកខ្មែរនឹងហេះជិះទៅប្រមាណ2-3ម៉ោងទៅដល់បើចេញពី New South Wales ទៅវិញតែជិះក្នុង4-10ម៉ោងអាចទៅដល់អូស្ទ្រីលីប្រទេសខ្មែរយើងហើយរដ្ឋមួយទៀតនោះគេហៅរដ្ឋ Queensland Queensland នឹងវាអាកាសធាតុវាមិនសូវវាត្រជាក់ខ្លាំងហើយក៏មិនសូវក្តៅខ្លាំងប៉ុន្មានដែរវាប្រហាក់ផែលនៅទីក្រុង Sydney នៃរដ្ឋ New South Wales ដែរហើយទីក្រុងវាឈ្មោះBrisbane អញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់មកមិញវាចូលប្រមាណ4-5ហើយនៅរត់មួយទៀតនោះវាជាកោះនោះថាកោះ Tasmania កោះ Tasmaniaហើយទីក្រុងវាឈ្មោះទីក្រុងឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំភ្លេចទៅហើយអញ្ចឹងវាមានរដ្ឋទាំងអស់មើល5រដ្ឋហើយនឹងមួយទៀតគេហៅ ACT នេះវាគឺជាACT នេះវាជាបើយើងនិយាយទៅគេហៅទីក្រុងធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគេហៅទីក្រុងធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងគឺទីក្រុងវា Canberra ទីក្រុង Canberra នេះគឺជាកន្លែងដែលមានសុខភាពព្រឹទ្ធភាពគឺកន្លែងធំទីក្រុងធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលហើយរដ្ឋមួយហ្នឹងក៏វាមានទីក្រុងវាទៅមានឈ្មោះទៅតាមរដ្ឋមួយហ្នឹងមានទីក្រុងស៊ីដនីទីក្រុងមែលប៊នទីក្រុងផឺតទីក្រុងអាប់ដាឡេដទីក្រុងនៅដាវិននៅប៊ីស្បិនហើយទីក្រុងមួយទៀតនោះនៅក្នុងកោះ Tasmania មិញហ្នឹង Hobart អូសំទុះទំនឹកឃើញឈ្មោះទីក្រុង Hobart អញ្ចឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងវាបែងចែកជារដ្ឋ5 6ហ្នឹងហើយនឹងទីក្រុងធំគេមួយទៀត
ACT đó, Australia Capital. Hãy lấy cái món đó kịp xài. Hãy nông rót đi môi đi môi nâng. Cái bài anh chai. Lấy cái xong chụp video bằng này xong. Ủa mà đó sọp kìa. Mình tạm lưu lọc cái tiệm với nhau. Tình tình hộp, tình nằm phăng, tình ấy hơi ơi hơi. Lấy tự đó lọc cái tiệm mình. Đó. Ngày này thì ngày là tất. Tìm phây. Khai pi, nam pi toàn phây pi. Nóng đọt như sau vèo. Trong phít ni. Ni phía. Sắp bớp mùi. Một miền lờ. Sắp bớp. Mà nâng phùm nó nóng sọc mai gì thì rót rót nó kịp bay chạy được cái hơi ta rót ba đôi khi nó sọc mai gì rót thì xem mà nâng khẹt khẹt nó nóng bật tích mai gì này trong dây bật to tiết môn nóng gì toàn chọc khẹt tiếng rót mà khẹt ông bị hát state mà sọc mai dưỡng khẹt là province ấy sọc mai dưỡng khẹt nhìn bàn chàng từ chỉ sọc sọc phúm phúm khúm á à, sọc xong xong tốt sọc khúm khúm rực khăn là tì trống hạt khăn tạm chân mắt hạt khúm ไอ้ nông khum vi bai chang ta chi phum hay nơ khnung te australia jeung te te mo rot rot nung nơ khnung rot ke bai chang ta chi ke hau state state rot rot nung top vi rot mo ke hau consul nung rot muoy muoy ta chi consul chẳng khát con sứ đôi chỉ sọc nhỉ con sứ mà kịp thiệp mấy cũng được sọc nhỉ hay con sứ không con sứ mỗi mỗi cái bàn chay từ gì sa bờ chẳng sọc sọc nó khùng dân Australia về miền được khùng chẳng khung đó mà dương à, là những Australia cái suburb khung dân là suburb nó dương thật khung của bán khung của bán thuộc thì anh nhận bán chạy đâu thật đấy mình ta rót tết mó thòn xuống thòn xuống mó suburb dân là nâng tội không cái suburb mày dương bán chạy tại cái phùm chẳng về nông tế ở xa lý cái bánh chay này thế này cái khóc thì mỗi nhóm sọc không ai dưỡng tệnh tì tê tê mó khẹt khẹt mó khùng không được nơi tì trống cái hạt khăn không được khăn mình chạy cái sạc cắt nơi tì trống nơi chân mất hạt phù tại Australia với rót tết rót máu con số nó bị được cái sọc nhé sọc máu suburb
ឃុំឬភូមិនឹងអញ្ចឹងនេះមិនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ការរៀបចំនៅក្នុងទីអូតាលីនៃរដ្ឋបាលគេយ៉ាងម៉េចតាមផ្លូវឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅខាងនោះជាងកាត់ស្មៅជាជួលជាងមកកាត់ស្មៅអ្នកខ្លះអត់មានម៉ាស៊ីនកាត់ខ្លួនឯងឬក៏ខ្លះចាស់ចាស់មិនអាចកាត់បានអញ្ចឹងគេជួលជាងឲ្យមកកាត់ស្មៅប៉ុន្តែពីមុនពីមុនមកខ្ញុំដឹងថាទទួលមក50ដុល្លារបាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវអត់ដឹងទេព្រោះយូរស្ដាប់ហើយឥឡូវថាជាឡើង80ឬក៏100ដុល្លារអីដឹងអានេះជាផ្ទះនៅតាមសងខាងផ្លូវសងខាងផ្លូវផ្ទះនៅទីអូស្ត្រាលីដូចនេះឯងផ្ទះនេះបើអង់គ្លេសវិញគេហៅ house ផ្ទះគឺផ្ទះមានអញ្ចឹងដាច់ដែលឡៃហ្នឹងគេហៅ house ហើយវាមានទៀតគេហៅ flat មកយើងនិយាយដូចជារបៀបតនៅស្រុកខ្មែរយើងរបៀបដូចជាទីមួយភូមិហើយមានបែងចែកបន្ទប់តូចមានបន្ទប់តូចហ្នឹងគេហៅ flat វាមិនមែនជាផ្ទះល្វែងដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេគេហៅ flatឬយូនីតហើយមានគេហៅថោនហោនគឺផ្ទះដូចដីមឡអញ្ចឹងគេពុះបែងចែកចូលទៅជាផ្ទះពីរសង់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងគេហៅថោនហោអានេះមិនជាថោនហោនគេហៅហោហើយមានជាអផាតមិនគេនោះអត់ស្មិនវាស្ដៀងទៅស្ដៀង flat ដែរហ្នឹងជាបន្ទប់ដែរយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសូមចប់សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ហើយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបផ្ទះនៅសេចក្ដីសុខគ្រប់ការអរគុណសម្រាប់ដល់មកចិត្តដល់ផ្ទះសម្រាប់មកផ្ទះវិញហើយមកលើផ្ទះលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្ទះកូនស្រីនៅជាមួយទាំងមកកាលឆ្នាំ2020ទីបានឆ្នាំជាងនៅមកដល់ផ្ទះវិញគេក្រោយទេគេមានដើមល្ហុងដើមនេះដើមនេះគេដើមក្នុងដើមកាក់កាក់ធំល្អគេថាយើងចូលកន្លែងមុនទៅយ៉ាងនេះមួយនេះថាកន្លែងមកសុខវិញខាតមកតាមានទៅកយ៉ាងអីនៅហាងកូរ៉េ
sạch cô hàng cô rê đây hòn miền 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 lan phong nằm ở cái gọi lan đi chỗ mặt nó tránh mặt miền nó tránh chứ cái tàu tiền rồi stop hỏi đó ai biết chênh mà nữa nâng tràn phong đây là hàng lý ấy nó là lý ở đâu tính lên là đâu